Không nhiều người có thói quen kiểm tra lốp xe trước mỗi chuyến đi, vì nếu chỉ nhìn bên ngoài rất khó xác định được tình trạng của lốp xe, dẫn đến toang, toang, toang. Vì vậy, hãy sử dụng cách để kiểm tra nhanh và chính xác nhất. Việc gì khó, đã có, đâu tách lo.